là mình sẽ nhường đi thôi, nhường nhường rồi, nghe đâm gánh tim giùm nha. À, đây cho một cái nightmare được toàn tim đấy nè, bùng cái một cái tia điện nó đi xuống đấy nè. Ok, hai cả nhà nha, chào mừng các bạn quay trở lại cái series game về Monster Legend, và là mình đây, tôi Trần cả nhà. Rồi, thì tập này thì mình sẽ làm review tiếp một bạn quái vật mới mình vừa up xong cả nhà, đó là Raihun. Ok, Raihun Dom cả nhà. Một bạn này hình như là attacker ha. Ok cả nhà. Và cập nhật tình hình position thì mình không qua được cái League 6 cả nhà. Vẫn chưa qua được cái League 6 này. Đó, đang ở đây, League 6 ha. Vì không có các bạn đánh ha. Cái này là League 2, League 6 lần thứ hai rồi, vẫn chưa qua cả nhà. Không có một bạn nào đánh hỗ trợ chung luôn. Chỉ có một mình đánh thôi. Mà mỗi lần mình ra sát thương chỉ được có 20 triệu đến 60 triệu thôi. Nên là không có đủ sát thương để tiêu diệt boss đi qua League 7, 8 cả nhà. Rất tiếc thì cái boss trên lần này thì thu thập được khá là ít cả nhà. Quá buồn luôn. Ok. Ok rồi. Không chờ gì nữa, hai chúng ta sẽ vào Raihun Dom. Ok, bam, yes. Wow, rất là mạnh luôn đấy các bạn. Đó, quá đẹp luôn. Và bằng này là Ren Metropolitan cái nha. Và thứ 1051 nha. Ok, rồi mình còn được 3 slot nữa. Về info chúng ta sẽ có try này. Wow, ngon nha, ngon nha. 5 cái chai luôn cả nhà. Wow. Đầu tiên là rank 0 thì các bạn sẽ có một cái trống điều khiển ha, control. Rồi khi mà lên rank 1 thì chúng ta sẽ có thêm một cái trống bleeding. Rank 3 chúng ta sẽ có một cái giảm 20% cái trống hiệu ứng. Và rank 5 chúng ta sẽ có trống tất cả hiệu ứng đốt. Và thêm một cái nữa là area nightmare. Đó là gây hoảng sợ cho, hình như là cho tất cả các quái vật đối phương, đúng rồi. Ok, on enemy nè cả nhà. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy được là ở rank 4 thì bắt đầu sẽ ngon nha. Là bắt đầu có chống tọt cả nhà. Ok. Còn mấy cái này thì cũng tạm được thôi. À, tấm control cũng đỡ này. À. Thì bà này bắt đầu lên rank 4 là thấy sức mạnh siêu siêu mạnh rồi nha. Rồi về cái năng đặc biệt ha thì nó có một cái quá ngon luôn nha. Try Disable và Fear. Hai chiêu quá là hợp lý luôn. Relic chúng ta sẽ có một cái sword là kiếm sword và một cái mask ha, cái mặt nạ cả nhà. Đây thường cái chắc là attacker rồi cả nhà, và rất tiếc là mình chỉ có một cái slot rune thôi. Đặt là tên là gì ta, master yi đi. Cái này là kiểu như master yi bóng tối. Đặt gì. Rồi, lên cấp độ 4 nè. Mọi người, ôi, siêu sắc thủ luôn à. Một cái kiếm rất là đẹp đấy nè. Dài, kiếm ánh sáng rất là đẹp luôn. Bóng tối nhưng mà cầm kiếm ánh sáng. Thấy ngược 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 chưa. Đó, sáu con mắt. Ok, lên nào. Rồi, bà này kiểu giống như các quả ngục hay gì đó trong Harry Potter ha. Thì với cái việc là xen kẽ cả nhà, một ngày mình sẽ đang có khi là vừa là Roblox và video tiếp theo sẽ là Monster Legend ha. Như vậy sẽ cân bằng cũng như là có thêm view cả nhà. Ok, change team, change skill này. Multiple enemy gây nightmare cả nhà. Thì mình sẽ để cái chiêu chiêu diện rộng ở vị trí thứ ba này nha. Rồi, và một cái phía cái chiêu này đốt nó sorry nó là mắc tool khá là ngon này, có khi là mắc tới 3 tool luôn cả nhà. Nó 50% cơ hội nó lặp lại này ha, following one. Về double dam, nhân đôi dam cũng như là xóa đi 20% máu của bản thân. Có nghĩa là nó sẽ hút, nó làm mà mất đi 20% máu bản thân cả nhà, và nó bút double dam cho toàn team, chính xác là toàn team.
và gây sát thương cho đối phương cả nhà. Ok, cái chiêu này nó hơi bắt cấp nhưng mà được cái là nó bút cho toàn team. Rồi một cái chiêu này nó Edgerton là cũng xóa đi 10% máu cả nhà cho bản thân và bút 50% đam. Kỳ ha, kỳ ha. Và chiêu này là gây sát thương thôi. Bùm, rồi nice. Rồi cái chiêu rút máu này nó thấy hơi kỳ kỳ cả nhà. Evasion khó chọn người ta. 40-50% đam thì mất đi 10% máu. 50% đam thì cũng không bao nhiêu nhưng mà cũng được, là vì nó bút 50% đam thì nó sẽ có được một tool cũng như là tăng thêm cái này, không mất mana, cho nên chúng ta sẽ gây sát thương. Cũng được ha, chiêu này nó không gây nó không mất mana cũng như là không mất tool luôn cái nhà này. Thì bây giờ bạn này phải cần lên 120 thì mới max skill cái nhà. Wow, là 105 thì chúng ta sẽ mở có được một cái là gây sát thương lớn này, sau đó book evasion cho bản thân. Level 110 thì nó cái này nó mù mình không thấy ta, như là mát luôn hả ta, mát thanh luôn, hoặc là hình như là không gây sát thương cả nhà. Cái này mù nó tối mà mình không thấy này, là nó gây fear cho và nightmare cho tất cả đối phương. Ồ, chiêu này diện rộng này giống như stun ngon người ta. Ui, chiêu này cũng ngon nhưng mà nó ghê quá. Nó xóa đi 50% máu bản thân. Không phải, nó xóa đi 50% máu từ một đồng đội cả nhà. Và áp dụng triple dam đến bản thân và nhận được một cái extra tin nữa. Có nghĩa là sẽ một đồng đội, các bạn một đồng đội sẽ hy sinh 50% máu để cho cái ông này được nhân 3 đam cả nhà. Và extra tin. Còn chiêu này là nó sẽ đánh nó random một cái chiêu đốt này cho tất cả các đối phương. Một chiêu này ngon này, chiêu này ngon, chiêu này cũng ngon và chiêu này cũng ngon. Ủa, tính ra ông này mạnh ha, ông này lên rank 120, lên 120 mạnh cả nhà. Nó lên 120 xong lên 140 này, ui đam to đấy. Nhưng mà rất tiếc là bạn này thuộc hệ bóng tối cả nhà, cho nên là bây giờ là meta cuối của mùa live rồi, không vẫn là live ấy, meta ánh sáng. Mà gặp ông này thì nó gõ cho thôi chị không nổi rồi, meta online nó sẽ khắc chế các bạn. Rồi chúng ta sẽ vào đánh trong meta map review skill nào. Siêu sát thủ Raihun Dom. Bóng tối đâu. Rồi Mr. Bumble đây. Đây một Raihun Dom Monster. Where are you? Đây, đặt gì? Rồi, ta sẽ hai em lại đi trước cả nhà. Sạc thì thôi, sạc luôn đi cả nhà. Anh em đánh lên. Draw, ok. Dom này. Thì bây giờ chúng ta sẽ gây cái gì trước đây? Chúng ta sẽ double dam. Gây sát thương một bạn, sau đó chúng ta sẽ nhận đôi đam cho toàn team và mình sẽ mất đi 20% máu nha. Ok, boom. Đó, rồi. Team được bút đam rồi nha. Bị giảm, bị blind cái nha, bị blind. Rồi, một cái phát mèo, boom, 204.000. Tiếp theo là heo, tiêu diệt bằng này, đấy, boom, không trúng cái nha. Rồi xong, đâm đi rồi. Đắt gì chứ, đắt gì đi rồi cái nha. Ok, chúng ta tiếp tục review tiếp nào. Như vậy là mình vừa book một cái skill tăng nhân đôi đam thôi nha. Và mất đi 20% máu của bản thân. Mất Raihun. Khi đây mình lấy một bạn tan đi cái nhà. Lấy một lấy cái nhà đâm đi ha. Đi tan đã. Rồi, tiếp tục nào. Đây, bạn đam. Sau đó là mình sẽ
Nhường đi thôi, nhường nhường. Rồi, nghe đâm gánh tim giùm nha. Đây, cho một cái nightmare cho toàn team đấy nè. Bùm. Cái một cái tia điện nó đi xuống đấy nè. Sạc. Rồi mình sẽ nightmare. Tiếp theo thì mình sẽ book một cái fear cả nhà, làm cho nó mắc tool. Rồi mắc tool này. Rồi mình sẽ sạc. Sạc tiếp. Ok, sạc tiếp. Và chiêu cuối này, một cái cuối cùng. Boom. Ok, xem âm này. Rồi, chỉ mắc một tool thôi này cả nhà. Ok. Xong rồi, xong skill. Hiện tại thì level 100 thì sẽ chưa mạnh lắm nha. Nói chung là chưa mạnh lắm cả nhà. Chúng ta phải đợi lên rank 120 thì mới kích hoạt được lần 2 cả nhà. Thì mới kích hoạt hết được bản năng của Raihun Dumb Monster. Ok, một attacker đáng các bạn, đáng để các bạn mới có thể sở hữu này. Đó. Máu này, Grand Metropolitan cũng không cũ lắm. Ok, như vậy là mình đã làm xong video review về Raihun Dumb. Hy vọng thì các bạn sẽ thích cái video này và cho mình một like cũng như là một đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà ở các video lần sau. Yes.